Dạ rồi, em chào mừng bà con cô bác đến với kênh YouTube Chắc Cái Trần, bộ mô tả chi tiết cái đồng hồ đeo tay nữ thương hiệu Duet anh ba watt ngày hôm nay nha bà con cô bác. Lời nói đầu tiên kính chúc gia đình bà con cô bác nhiều sức khỏe, an lành, kiếm tiền hào hào vô cho em ha. Rồi kính công nha, kính công này rất là kêu là giống như nó cũng hơi hàng cổ cổ á bà con cô bác ơi, nhưng mà độ mới của em này á nè, dây đeo nè, dây mắc cài nó cũng ok, ngày đang hết trơn ha. Rồi mặt của em nó đây, mặt số của em nó ha, mặt số La Mã nha ha, 1 2 4 5 6 7 8 9 10 và đầm giờ ách ha, Duet watt anh ba nằm dưới này nha bà con cô bác. Rồi mã của em nó luôn nè, em cho coi mã trước luôn nè, dây băng nè ha, dây băng V311-1300R ha. Rồi chúng ta đo xây của em đấy nha, đo xây của em nó xây của em nó là tầm khoảng cỡ là 22 đúng ha, có núm luôn nha bà con cô bác ha, tầm 22 đúng, có núm luôn. Rồi cái đồng hồ này rất là đẹp, cổ kính, phù hợp với những chị nào mà thích chị nào em nào mà thích cái dạng như là cổ điển mà kêu sành điệu á, mình mặc cái quần jean này nọ ha, quần jean áo thun áo bôn này nọ, hồi xưa người ta hay nói quần jean áo bôn đó ha, là áo thun á nè, lỗ em nó nè, dây da mới thì nói chung là cũng mới 95-97% thôi, nhưng mà máy này máy mới là 98% nha ha, núm nè. Rồi mình ta cân đông đo đếm thử em nói cái nha ha, nè mình ra hết lớp nè, sạc tới sạc lui ok ha, lắp pin vô lì lụm thôi ha, ok nè, núm nè, đó đẹp nha ha, xuất sắc luôn ha. À, làm lại nha, giờ lên 10 giờ 10 bán cho dễ chút nha bà con. Rồi ok ha, chai dầu mình đã chai dầu này nó vệ sinh đầy đủ hết rồi nè. Mặt đích sau của em nó này nha, bát methon benzol benzen á, là cái dòng benzen này á, là cái dòng mà kêu là thép không gỉ, bà con xài cũng cỡ 30 năm nó chưa gỉ được cái nắp này nữa ha. Cái dòng này rất là kêu là cũng là thông dụng trên những cái đồng mặt đồng hồ ha, bà con có để ý là cái gì không, tất cả những mặt đồng hồ mà có thương hiệu nó đều đính mã ở trước và mã sau đích hết trơn ha, cũng chia sẻ tận tình bà con trên này luôn. Ai đã biết rồi thì bấm qua đi ha, còn ai chưa biết thì cứ xem tham khảo thấy đã rồi mua sao ha. Bát methon benzo V nè, máy V811 nè ha, như ở phía trước hồi nãy nhìn như mình cũng máy V811 nè, 811 đúng rồi bà con cô bác ơi, V811 nha, 1300, nắp nào như nắp đó, 0110 ROG băng. Rồi mã solo của em nói làm như này ha, rồi đích của em nói là mới chắc con bà bác luôn, không một dĩ xét gì hết. Rồi giá em đưa ra 1,7 triệu bao ship toàn quốc, bà con vui lòng ép số Zalo em vô ha, điều giá với em bất 100.000 còn 1,6 triệu. Rồi thứ hai nữa là bà con có thể lít vô cái kịch vô mua hàng kênh Shopee Chắc Cái Trần của em mới tạo ha. Rồi kính chúc gia đình bà con có phát vui vẻ, hạnh phúc, an lành nha. Bye bye, see you again, hẹn gặp lại video lần sau ha.